Anh có chắc chắn hồ sơ này là của Khiêm? Vì hồ sơ này tôi lấy từ phòng lưu trữ ra mà, làm sao mà sai được. Tôi không ngờ chồng của tôi là dính tới mấy vụ buôn lậu của công ty. Vụ này có gỡ được không? Tôi có hỏi vụ này rồi, gỡ được. Nhưng mà chúng ta phải chờ thời gian. Không được. Mời. Theo anh thì cần bao nhiêu thời gian? Tôi nghĩ từ 3 đến 5 tháng, nhưng mà chờ tình hình lắng xuống là có thể. Được, tôi trông cậy vào anh đó. Cảm ơn anh họ, vì chồng của em mà phải lặn lội qua đây. Chuyện phải làm mà em. Em mời anh với anh Tài qua bên kia đường làm tiệc tẩy trần ha. Ừ, được lắm. Mời. Dạ cho em gửi. Chúc em buổi tối vui vẻ nghe. Taxi kìa. Dạ, đồ của chị đây ạ. Dạ. Dạ, tổng cộng là 50 ngàn ạ. Sao không? Nè. Chăm sóc cho em gái mình nha. Đi ngủ. Anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Anh về đi, có gì đây em sẽ gọi. Trời đất. Bye nha. Bye. Mình về khách sạn nha. Không sao đâu. Anh say về làm sao mà về được? Đừng có lo, không có sao đâu, chưa say mà. Em nghĩ là anh không có về nổi đâu. Lên taxi đi. Em nghĩ là anh ngủ lại đây đi. Anh về không có về nổi đâu. Không có được đâu. Nếu mà tôi không về, vợ tôi nó giết tôi chết luôn. Anh Tài coi vậy mà thương vợ ghê ha. Không thương đâu có được. Gia đình vợ tôi thế lực mạnh lắm. Vợ anh Tài cũng giỏi dữ ha. Tất nhiên rồi, tôi chọn vợ mà. Ủa, anh với chị lấy nhau được bao lâu rồi? 3 năm rồi. 3 năm? Như vậy chắc con anh chị bây giờ 2 tuổi rồi. Tôi vẫn chưa có con. Tôi rất buồn, nhưng mà không dám nói với ai. Tôi buồn lắm. Sợ vợ lắm chứ gì. Để coi lần này á,
anh ăn nói sao với vợ anh. Tụi gì? Cậu á, thiệt là quá đáng. Ai đời lại làm như vậy? Chuyện gì cũng vừa vừa phải thôi. Anh thử đứng vào trường học của em thì sẽ hiểu thôi. Tình hình sao rồi đồng chí Thông? Hai Sa đã xuất hiện. Ông đã hoàn toàn tin tưởng khi nhìn thấy bản photocopy hồ sơ của em. Có điều em đã bị lọt vào mỹ nhân kế. Chuyện đó không ngoài dự liệu của tôi. Đồng chí nên cẩn trọng. Đồng chí Việt, cặp hồ sơ của ông Thành thế nào? Đến giờ mà vẫn chưa giải mã được à? Dạ có rồi thủ trưởng. Bên phòng theo nhận định của họ thì đó là bản ghi chép toàn bộ mọi hoạt động giao dịch được mã hóa theo quy ước. Chúng ta không thể nói khó là không làm. Đồng chí phối hợp bộ phận thông tin, yêu cầu họ tìm mọi cách giải mã các văn bản đó cho tôi. Rõ, thưa thủ trưởng. Còn ai có ý kiến gì nữa không? Giải tán. Cười. Sao em lại không vào trong mà nhắn anh ra đây vậy? Tôi đã nhìn lầm anh. Tôi không ngờ anh là một người như vậy. Có chuyện gì vậy? Sao em lại giận anh? Hôm qua anh đã làm gì? Anh thi hành nhiệm vụ. Anh vẫn còn nói dối tôi. Hôm qua anh đâu có ở trong cơ quan. Nếu hôm qua tôi không tình cờ nhìn thấy thì tôi vẫn còn tin vào lời nói dối của anh. Anh không muốn giải thích gì chuyện đêm qua. Anh chỉ mong em tin anh một lần thôi. Muốn tôi tin anh? Đến sinh nhật của tôi mà anh vẫn có thể gian dối thì làm sao tôi tin anh được? Em nhớ đội nón bảo hiểm vô đó. Thật tình là hôm trước tôi sai bí tỉ, không biết trời trăng gì hết. Về đến nhà, vợ tôi cho nằm dưới sàn luôn. Bây giờ người còn ê ẩm.
Có giường em nệm ấm á, không chịu nằm, bỏ về nhà nằm sàn đất mới chịu. Thôi chuyện đó bỏ qua một bên đi, tôi có một cái chuyện này muốn nhờ anh. Anh nói đi. Tôi có một thằng đàn em lỡ tay giết người, nó đang lẩn trốn, có cách nào gỡ cho nó nhẹ tội không? Cũng được. Nhưng mà... Nhưng nhị cái gì? Tôi muốn anh gặp nó để biết rõ được sự việc. Chiều nay đúng 1 giờ, anh em mình sẽ gặp nhau tại khu lò gốm Bỏ Quan, đường 14 tháng 9. Anh sẽ biết. Ừ. Thôi, tôi xin phép. Ừ. Em có cần đi không anh? Thôi khỏi đi, phiền phức lắm. Ừ. Mày nhìn kỹ có phải nó không? Dạ, cái này thì em... Má, à, ngu quá. Có mà cũng như không. Nè. Dạ, cảm ơn đại ca. Biết. Dạ. Tao với mày phải làm rõ một số vấn đề trước khi bắt đầu vào câu chuyện. Anh khách sáo làm gì? Đã không tin nhau thì cần gì rào trước đó sao? Cũng đúng. Đàn em của tao vừa báo lại đã từng gặp mày trong phòng điều tra xét hỏi. Mày có lời giải thích nào với tao không? Anh cũng biết công việc của tôi là gì rồi chứ. Về chuyện đàn em của anh đụng mặt tôi ở phòng điều tra là chuyện bình thường thôi. Nhưng năm gà, đàn em của tao báo lại đã gặp mày trong phòng thẩm vấn. Tôi không nghĩ anh lại tin vào một thằng em nghiện ngập như vậy. Nguyên tắc của tao chưa bao giờ biết tin ai, cả mày lẫn nó. Vậy thì tôi giải thích với anh cũng bằng thừa, nếu như đã nói như vậy. Thôi được, tao sẽ cho mày một cơ hội. Nếu như mày bước được ra khỏi nơi đây, tao với mày sẽ nói chuyện tiếp. Ý cha, quả đúng là ngoài dự tính của tao. Chuyện bình thường thôi. Cái gì nó cũng có cái giá của nó, quan trọng trả giá đúng là được. Mày quả là lợi hại. Anh quá khen. Như vậy là bọn đàn em của tao đã bị mày thu phục. Làm cái nghề này phải như vậy đó. Hết gặp công an tới gặp tội phạm, không biết cách cư xử, có ngày vô khám hay nằm ở bờ sông là cái chắc. Nói vậy thôi chứ mày vẫn chưa hết cái diện nghi ngờ đâu. Vậy bây giờ anh muốn tôi làm cái gì? Mày còn nhớ chồng của con Liên chứ? Nó vừa bị bắt chung với chiếc xe 4 chỗ. Tao muốn mày lấy chiếc xe đó ra.
quá dễ đối với mày đúng không? Sao anh lại sai Tài đi lấy xe của ông Thành? Không phải là anh đang nghi ngờ Tài sao? Anh không nghi ngờ, mà anh khẳng định nó chính là công an nằm vùng. Sao anh lại dám chắc như vậy? Thằng Năm Gà tuy là con nghiện, nhưng lời nói của nó rất là chắc chắn, nhất là lúc đang lên cơn nghiện. Và những file hình của em đưa hoàn toàn không có hình ảnh. Sao lại không có hình ảnh được chứ? Nghiệp vụ công an mà. Đã vậy sao anh còn sai nó đi lấy xe? Em không biết hay là giả vờ không biết? Anh Tư khôn ngoan như vậy, chẳng lẽ em chẳng có được một chút gì khôn ngoan của anh Tư sao? Tôi mệt quá đi. Anh cứ nói đại đi, cứ nói cạnh nó khóe em hoài. Cho dù nó là công an hay là không phải, nhưng nhất định nó phải lấy cho bằng được chiếc xe của thằng Thành, để chứng tỏ cho mình thấy rằng nó không phải là công an. Nhưng mà nếu lỡ có chuyện... Em yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Nó đưa bản báo cáo cho anh coi rồi. Trong bản báo cáo của nó hoàn toàn không nhắc gì đến chiếc xe của thằng Thành làm vật chứng trong bản báo cáo của nó. Công nhận, công nhận là anh tính toán chu đáo thiệt. Muốn cho người đẹp tin tưởng thì đâu phải dễ, đúng không? Ừ. Mình làm tốt công việc như vậy, không biết có được thưởng không ta? À. Anh ơi, cho em hỏi có việc ở đây không ạ? Việc nào? Ở đây nhiều việc lắm, em muốn tìm việc nào? Dạ, anh việc ở phòng cảnh sát điều tra đó anh. Em tên gì? Để anh báo. Dạ, em là Thường. Anh cứ nói như vậy là anh việc hiểu à? Được rồi, em ở đây đi, để anh báo cho anh việc biết. Dạ. Ủa, cô gái đó đâu? Tối đây nè. Sao em không gọi điện thoại cho anh? Em chỉ muốn gặp anh thôi. Em đã nhớ chuyện gì rồi phải không? Anh lúc nào cũng công việc, gặp em không hỏi thăm được một tiếng. Anh quên. Thôi, mình vô căng tin uống nước đi ha. Ừ. Dạ đây anh. Em uống nước đi. Dạ. Dạo này có ai làm phiền em không? Dạ không. Em học hành ra sao rồi? Cũng bình thường anh. Không phải vô cớ đến tìm anh chứ? Thì cũng có, nhưng mà gặp em anh không thăm hỏi một tiếng nữa, làm muốn giận ghê luôn. Em thông cảm, công việc của anh bù đầu luôn, đôi khi lơ đễnh. Em biết công việc của anh mà. Em hiểu, nhưng em không có trách anh đâu, em chỉ buồn chút xíu à. Vậy thì được. Nhưng mà em mới nhớ ra chuyện gì mới hả? Ừ, đúng nha. Lúc trước á, bà gia chiếc cặp cho em á, bà có nói là nếu có người đàn ông tên Bảy tới tìm thì kêu em gia chiếc cặp cho ổng. Nhưng người đàn ông tên Bảy đã tới tìm em chưa? Em có nhớ chính xác không? Chắc chắn mà. Tại lúc đầu em nghĩ nó không quan trọng nên không chú ý tới. Vậy câu chuyện này em có nói với ai chưa? Em vừa mới nhớ ra là em tìm anh đầu tiên á. Vậy khi nào ông ta đến tìm em gọi điện cho anh liền nha. Thôi không được đâu, em sợ lắm. Lỡ khi hả, ổng thì phe bọn xấu thì sao? Thì anh cho người bảo vệ em. Hay là anh bảo vệ em nha.
Chưa, nhưng cô ta yêu cầu được giúp đỡ. Vì cô ta sợ người đó bên phe người xấu sẽ ám hại cô ta. Vậy thì cử ngay người bảo vệ cô ta. Dạ. Có gì hả? Dạ, cô ấy yêu cầu được em bảo vệ à? Được em bảo vệ là tốt, là điều hãnh diện của người chiến sĩ công an chứ sao. Anh thì sướng rồi, lúc nào cũng kè kè phụ nữ đẹp, chỉ khổ thân em thôi. Vậy tôi nhường lại cho cậu đó, tôi không ham. Thôi, không lo làm việc đi, cậu ở đó tào lao. Dạ. Dạ. Uống nước đi anh. Cảm ơn em. Em lại làm phiền anh nữa rồi. Có gì đâu. À, nhưng mấy ngày nay không thấy ai liên lạc vậy. Em cũng không biết nữa. Báo chí đã đăng hơn nửa tháng nay rồi. Đáng lý ra người đàn ông tên Bảy đó phải tìm cách liên lạc với em mới đúng. Em đừng nôn nóng. Chắc là ông ta sợ trời chuyện này lắng xuống rồi mới tìm gặp em đó. Em cũng hy vọng là vậy. À, anh có đói không? Em nói gì cho anh ăn nha. Thưa khỏi, anh không đói. Em đói thì cứ ăn đi. Để anh đi một vòng xem tình hình có gì lạ không. Bọn chúng yêu cầu ngày mai phải có sao? Thưa sếp, dạ phải. Tại sao bọn chúng lại gấp gáp quá vậy? Chắc chắn trong xe có chứa cái gì trong đó. Em cũng nghĩ như vậy. Cậu gọi cậu Việt về, còn tôi với anh em xuống phòng tang vật để xem trong xe có chứa cái gì trong đó. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra bí mật trước khi giao xe cho bọn chúng. Bây giờ
Cho đến ngày mai chúng ta chỉ còn 24 giờ. Dạ. Còn hai đồng chí. Dạ. Ngày mai qua phòng BC 21 nhờ họ giúp đỡ. Rõ, rõ. Thưa thủ trưởng. Em xin phép. Dạ xin phép. Chào anh. Dạ chào, chào cô. Anh có thấy anh Nam ở đâu không? Anh Nam đi ra ngoài với ba ảnh. Có gì không anh? Có. Nhờ anh tới phòng tang vật giúp chúng tôi kiểm tra chiếc xe. Anh ngồi chờ một chút, anh về giờ á. Thôi, chờ lâu lắm. Bây giờ tôi sẽ đi tìm ảnh. Dạ. Cảm ơn anh. Anh Nam đây rồi. Chào anh. Thủ trưởng mời anh qua giúp một tay. Ba ơi, con có chuyện. Bà xuống dưới ngồi chơi đợi con chút. Khi xong việc con quay về nói chuyện tiếp với ba. Ba cũng cần gặp Trung tá Bằng. Dạ, Trung tá Bằng vào bệnh viện rồi. Ủa, vụ này mới nghe. Mời hai anh vào phòng làm việc. Tí xíu mình nói chuyện sau. Dạ. Đồng chí Nam, sao rồi? Không có gì cả. Tại sao như vậy được? Nếu không có một vật gì quan trọng, tại sao bọn chúng lại gấp gáp đòi lấy nó ra? Tôi không biết. Các đồng chí, các đồng chí thử suy nghĩ coi. Nếu muốn giấu một vật gì quan trọng thì chúng ta phải giấu nó ở đâu để mọi người không thể phát hiện? Vụ này ngày xưa ba đã từng gặp qua. Cuối cùng phát hiện ra trong lớp của 4 bánh xe. Các đồng chí, tháo 4 bánh xe, gỡ mâm ra. Làm vậy có được không anh? Sao lại không? Lỡ hay sao phát hiện ra thì sao? Thì mình tháo sao lắp vô vậy, trả lại ngay hiện trạng ban đầu. Làm đi. Dạ. Dạ. Anh Hải, tôi ra ngoài này nghe. Được. Tháo hết cái bánh xe ra. Anh Hải. Sao? Dạo này anh khỏe không? Khỏe. Từ cái lúc mà về hưu đến bây giờ anh có tham gia địa phương cái gì không? Tham gia câu lạc bộ hưu trí. Mới đi họp về. Cậu làm gì ở phòng này vậy? Dạ em tạm thời về thay thế cho Trung tá Bằng đang bị thương nằm bệnh viện. Sao con mặc đồ như công an mà mặc đồ như dân chơi vậy?
Dạ sao tụi anh? Tụi bây ra coi động tĩnh sao? Dạ ra. Đi. Nhanh. Thằng nào đó? Tôi không biết lái xe nên mượn đỡ tài xế của thằng bạn. Phải chiếc xe này không? Làm khá lắm. Mày đừng tưởng tao không biết mày là ai. Công an tụi bay chỉ qua mặt được mấy thằng tép riêu. Với hai xa này thì đừng có hòng. Đứng im đó. Tụi bay đâu? Dạ. Dạ. Tước vũ khí cho tao. Rồi đấy. Nương. Anh về cứu em. Con quỷ. Cứu hả mày? Nương. Tụi bay xem thường tao quá. Chỉ cử có một con bé làm trinh sát này ăn mẹ gì với tao. Thả quỷ ra. Quỷ không dính líu gì tới công an cả. Anh về ơi, cứu em. Cứu gì mà cứu? Tụi bay quen biết với nhau hả? Không còn thời gian để cho tụi bay chơi trò mèo dần chuột nữa đâu. Tụi bay đâu? Lên xe lục lấy hết hàng. Lấy hết cho tao. Xong rồi cột tụi nó vào xe cho đi mò tôm luôn. Mày tìm kiếm kỹ chưa? Dạ kỹ rồi. Số ma túy đâu? Tụi bay tưởng tụi bay qua mặt được cơ quan điều tra. Ngây thơ quá đi. Số hàng đâu? Đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn. Nó nằm ở sở công an chứ đâu. Tôi khuyên anh bỏ súng đầu hàng đi. Mọi người trong đó nghe đây, toàn bộ khu vực này đã bị bao vây. Tất cả bỏ súng xuống, giơ tay lên. Tụi bay được ép tao. Hay sao? Bỏ súng xuống. Tưởng tao còn đứt hả?
bỏ súng xuống để làm bia cho tụi bay bắn hả? Đóng cửa lại, đóng lại, mày bỏ súng xuống, bỏ xuống, bỏ xuống, bỏ xuống xuống. Cậu làm khá lắm. Cậu không mau đuổi theo đi. Đi. Nương. Nương. Em nghe nói nè. Nương. Lên xe. Hôm nay có hai tin vui muốn báo với các đồng chí. Thứ nhất là chúng ta vừa phá xong vụ án bán ma túy. Thứ hai, chào đón Trung tá Bằng vừa xuất viện về. Cảm ơn anh. Chính là các đồng chí. Chào anh. Hôm nay tôi bàn giao phòng lại cho anh. Cũng may là tôi không làm anh thất vọng. Anh cứ khách khí hoài. Mấy bữa trước mấy thằng lính của tôi cứ chạy qua chạy lại xin ý kiến, tụi nó than quá. Cảm ơn anh đã giúp. Còn mấy chuyện nhỏ nhặt này để tôi xử lý rồi báo lại cấp trên. Chào các đồng chí. Dạ, dạ. Chúc mừng sếp đã trở về. Chúc mừng sếp. Chúc mừng sếp. Chúc mừng sếp. Dạ sếp. Các cậu ổn định đi, rồi báo cáo tình hình vụ án cho tôi biết. Với số lượng ma túy lớn như vậy, anh nghĩ anh sẽ ở bao nhiêu năm? Hay là nhiều hơn nữa? Đó là chuyện của cán bộ. Tôi làm việc này, tôi đã lường trước được sự việc của tôi. Anh hãy thành khẩn báo cho tôi biết anh đã vận chuyển trót lọt bao nhiêu, và đồng bọn của anh gồm những ai? Một mình tôi. Anh nghĩ là tôi tin là anh nói à? Tôi đã khai sự thật. Tin hay không là tùy thuộc cán bộ. Xem như là tôi tin là anh nói đi. Ông Thành đóng vai trò gì trong đường dây buôn lậu ma túy? Anh quen ông Thành khi nào và tại sao anh giết ông Thành? Ông Thành là người móc nối, mua ma túy từ biên giới qua. Còn tôi chỉ là người phân phối. Hàng được giao ở đâu? Đương nhiên là những nơi vắng vẻ. Anh đừng có đối co với tôi. Tôi đã khai đúng sự thật. Tin hay không là chuyện của cán bộ. Cậu ra ngoài nghỉ ngơi đi. Để tôi. Anh cũng khá lắm, nhưng lưới trời lồng lộng, anh nên suy nghĩ kỹ lại đi. Chào sếp. Cậu ngồi đi. Thế nào? Hai Sa liên tục trả lời vòng vo, hình như là muốn che giấu một điều gì đó. Điều đó rất có thể. Chiến dịch làm rất tốt, nhưng các đồng chí đã để sót một người. Thôi chết, em quên Liêm vợ của Khiêm rồi. Cậu đừng lo, tôi đã cử sĩ và tốt đi bắt ả rồi. Alo. Lộn số rồi. Dạ. Dạ. Dạ hiểu rồi.
quần áo còn ở đây. A đang chuẩn bị để bỏ trốn. Chắc khi nhận được tin, A liền bỏ trốn không kịp lấy quần áo. Báo cáo cho sếp biết đi. Báo cáo sếp, đối tượng đã bỏ trốn. Dạ rõ. Sếp nói gì? Hỏi thăm những người xung quanh, xem A đi hướng nào. Đi. Ừ. Có Trung Quý Thông ở đây không vậy? Không có. Trung Quý Thông ra ngoài rồi. Là cô hả? Tìm Thông có việc gì? Hồ sơ trong cặp của ông Thành đã được giải mã. Công việc đã xong. Chào anh. Em thật sự không muốn gạt anh đâu. Anh muốn biết lý do vì sao em lại làm như vậy. Em muốn được ở gần bên anh, được anh quan tâm lo lắng. Và em cần một bộ da để nương tựa. Nhưng anh không chấp nhận điều đó. Dù làm gì đi nữa thì em cũng không nên cung cấp thông tin sai lệch như vậy, khiến cho vụ án càng trở nên phức tạp hơn. Em không hiểu sao? Em xin lỗi anh. Chuyện này phải giải quyết sớm. Bọn chúng có thể trốn sang Campuchia. Ngủ đi. Dạ. Dạ. Ai cho phép các đồng chí dùng cách đó? Các đồng chí có biết làm như vậy là vi phạm pháp luật không? Ai? Ai là người khởi xướng vụ này? Nếu không có ai, tôi sẽ phạt cả đội. Báo cáo, em là người khởi xướng. Dạ em nữa. Hay lắm. Chiều nay hai đồng chí làm bản kiểm điểm nộp cho tôi. Rồi tùy theo mức độ, cấp trên sẽ quyết định hình phạt các đồng chí. Tất cả giải tán. Trước khi hành động, tại sao hai đồng chí không báo cáo tôi? Nếu mà biết được, chắc chắn là thủ trưởng không cho thực hiện. Hai cậu ẩu lắm. Lỡ xảy ra án mạng thì sao? Nếu không làm như vậy thì làm sao khai thác được chứ? Mình phải dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Tôi sẽ nộp bản kiểm điểm lên cấp trên cùng với kiến nghị của tôi. Hy vọng là sẽ giúp được hai cậu. Em không sợ hình phạt, em chỉ muốn phá được vụ án thôi. Chào sếp. Dạ báo cáo. Hai Sa đã khai báo tất cả. Và người đứng sau để điều khiển tất cả mọi hoạt động mua bán ma túy chính là Liên, vợ của Kim. Không ngoài dự đoán của tôi. Còn nữa, Liên không phải là vợ của Kim, mà là thiết lập mối quan hệ với ông Thành để chúng dễ dàng vận chuyển ma túy. Hai cậu hỏi vị trí của Liên chưa? Rồi, thưa thủ trưởng. Khu vực này, tới đây.
nhanh lên. Xuất phát. Đúng như hai cậu dự đoán, cô ta không hành động một mình. Theo em, có khả năng người đứng sau lưng tất cả các vụ này là người rất quen với thủ trưởng. Trời ơi, sao lâu quá vậy chú? Rồi, xuống đi. Sao lâu quá vậy chú? Vừa đi vừa cảnh giới, không khéo bị tó làm sao? Chú khéo lo quá, không lẽ hai sai dám phản chú? Cẩn thận dẫn hơn. Xuống đi. Chúng tôi đã bao vây khu vực trong đây rồi. Anh không còn đường thoát đâu. Đốt chân phụ xuống đầu hàng đi. Tất cả người im. Đưa tất cả bọn chúng lên. Im đó. Nhanh lên. Nhanh lên. Bước lên. Lục soát cho kỹ. Anh có nhận ra tôi không? Dạ, chị cần gì ạ? À? Tôi cũng không biết thuốc gì nữa. Chữ bác sĩ khó đọc quá à. À, kháng sinh loại mạnh. Chị mua thẻ toa này luôn hả? Dạ, có mắc không vậy chị? Dạ, kháng sinh loại này 5 ngày một viên đó chị. Tổng cộng 340 ngàn. Chết, mắc quá vậy. Thôi, chị bán 1-2 liều uống đỡ đi. Thuốc uống phải đúng liều đúng cử, uống vậy không có tác dụng gì đâu chị. Kẹt quá, thôi chị bán đỡ cho 3 liều đi. 3 liều hả chị?
và 120 ngàn. Mấy thuốc kia đó thì uống ngày 3 lần, còn trụ sinh đó chỉ uống ngày 2 lần thôi nghe chị. Chị nhớ là uống buổi sáng và tối, và ăn no trước khi uống đó nghe chị. Sao? Chưa nghĩ tới hả em? Anh tới lấy tiền đặt thuốc trước chứ gì. Biết còn hỏi nữa. Anh non à, chắc em không lấy thuốc của anh nữa quá à. Sao? Sao vậy? Thuốc của anh là thuốc thiệt mà. Hàng này bây giờ thị trường không phải dễ kiếm đâu nghe. Biết vậy rồi, nhưng tôi cũng ngán. Mừng ăn thấy lời ai không ham. Nhưng mà thuốc không rõ nguồn gốc dễ bị phạt lắm. Ông xã tôi mới cự nữ ngày hôm qua. Thôi anh non thông cảm nha. Sao? Hàng của anh là hàng sách tay, cho nên thị trường rất là khan hiếm. Tại vì nó rẻ cho nên rất dễ bán. Anh thấy xấu uy tín, làm ăn sòng phẳng cho nên anh thích. Thôi được rồi, không sao. Nếu mà mai mốt cần cứ alo cho anh ha. Dạ dạ. Ông tính đi đâu vậy hả? Còn 2 tiếng nữa là tới giao thừa rồi đó. Bà quên tối nay tôi trực chỉ huy sao? Anh em người ta trực chiến 100%, mình ở nhà coi sao được. Ông đi trực hay là đi nhậu 100% đó? Má, sao má nói vậy? Ba đi trực mà. Con thử hỏi ổng coi. Mấy ổng tụ nhau trong cái dịp Tết này, không đi nhậu mới là chuyện lạ đó. Bà Công. Dạ. Tết trước tới nơi rồi, sao không phụ mẹ với em làm việc? Ở đâu mà chơi game? Ba la con hoài. Thôi ông, nó làm từ sáng tới giờ rồi, cho nó nghỉ chút đi. Để đó tôi. Bà anh nè, Tết nhất rồi, đi cạo râu đi. Để nó u ám xui xẻo à. Cạo bỏ cho tao nghe chưa? Chà, có mặt đầy sếp đủ quá ha. Dạ chào sếp. Chào sếp. Sao? Sắp giao thừa rồi mà làm cái gì miệt mài vậy đội trưởng? Quải quá sếp ơi. Hôm qua bên công an huyện có bắt mấy đối tượng tình nghi vụ cái máy của ông Năm đó. Sao? Anh em dưới đó đã tìm được bằng chứng rồi à? Không có gì. Không có gì là sao? Ổng kêu quá, không bắt không được. Không bắt không được.
có chừng hai đối tượng, mà là bọn giảng lai hơn là người địa phương. Tuy các cậu, tôi muốn nói các cậu một điều. Làm công tác điều tra không phải chỉ biết chăm chăm buộc tội, mà điều quan trọng là phải biết chứng minh người ta vô tội nếu thật sự người ta không có tội. Đó mới là thực chất của trách nhiệm và lương tâm. Các cậu hiểu rõ chưa? Dạ rõ. Có chuyện thủ trưởng ơi. Chuyện gì vậy? Trời ơi. Hai. Má. Má Hai. 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 Má Hai ơi. Bác sĩ nói á là má Hai vẫn nghe được đó. Con nói gì má Hai có nghe không? Chắc là má Hai cũng nghe mà phải không? Dạ. Dạ. Thiệt tình, giờ này sắp giao thừa rồi, còn dọn dẹp gì nữa chị Mai? Không dọn bây giờ, để sáng mùng một dọn luôn hả ông già? Thay dĩ kiến ý cỏ, thì anh á với thằng Linh nè, sắn tay vô phụ một cái coi. Mừng chi vậy chị Mai? Kêu thằng Linh nó vô nó phụ, nó còn trẻ nó khỏe lắm mà. Tụi bay nói nhiều quá à, phụ hay không phụ, thằng Linh á là bảo vệ sao vô đây được? Hồi đó mà tin thiệt ông này, đồng ý lấy ổng, đời em coi như xong luôn. Cái thứ làm biến có bằng cấp. Đừng có ghẹo nha. Tết mà bị bắt trực, nản lắm rồi đó. Đi cái gì? Mình ăn chắc. Bốc thăm thì phải chịu thôi. Đậu xe mới hả? Xe anh Bình. Chứ cỡ hôm này chú làm biến thì cái xe đạp chở dây chai còn không mua nổi. Nó chi tới xe Black. Tất cả đi lại. Bây giờ là tôi bắt đầu nhà nước hả? Đi. Tao bị chó mày lại. Muốn anh đại hả? Mấy ông. Mấy ông cần gì? Tụi tao là cướp. Trời hết lại cho tao. Từ đây mày. Dạ. Xuống. Để lên. Mũ cắt luôn. Đổi nó lại luôn. Nhanh chút. Trói nhỏ kia luôn. Mày vừa dắt con mày ra đây. Dạ. Đi vậy. Đi. Nhớ đó. Ở đây có loại thuốc này không? Có trong kho này không? Dạ. Loại thuốc mắc tiền này không có trong kho này đâu. Tuấn, ra ngoài canh gác. Dạ. Thôi, đi xung quanh kiểm tra. Dạ. Quang và Thới, hai đứa bay ở đây coi chừng con tin. Dạ. Dạ. Còn Phong, ra kiếm cho tao chiếc xe. Còn tất cả tụi bay, đi theo tao. Cho nó ngủ đi.
Tôi. Sao không ra kho mà còn ở đây? Giao thừa sắp tới nơi rồi đó. Ủa, ai đi cùng với chị vậy chị May? À, trên công ty xuống nhận hàng đột xuất đó mà. Từ sớm tới giờ ở đây có ai liên hệ với tôi đâu. Chú em làm bảo vệ cốc ké thôi mà chú nhiều chuyện quá. Ai giọng nghe quen quen ta? À, anh có phải là con bác Tư Can không? Em là Linh, con có bác Sáu ở Trào Ôn nè. Chắc chú nhìn lầm ai rồi đó. Lầm con khỉ họ, anh mới là lầm đó. Anh nhớ không? Hồi lúc đó, anh phụ làm hồ cá kiển cho nhà em đó. Anh không nhớ hả? Bà con không mà làm vậy buồn lắm đó nghe. Ê, đừng làm bậy nha, đây là cơ quan nhà nước nha. Đây là cơ... Tính sao đây anh? Chích thuốc nó rồi nhốt chung với mấy đứa kia. Thịt nó luôn đi. Đâu cần phải vậy đâu anh, mình bàn trước với nhau rồi mà. Dù gì nó cũng là bà con của mình mà. Mẹ nó, bà con xã Lắc à? Mày muốn chết chùm hả? Nó đã nhận ra tụi mình rồi mày thấy không? Tao cũng đâu có muốn đâu mày. Thôi kệ nó. Thịt nó luôn đi. Chào anh. Chào cô. Cô ra ngoài kia, chị sẽ hướng dẫn cho cô thực nghiệm hiện trường. Tôi phải làm báo cáo cho sếp gấp. Thông cảm nghe người đẹp. Hai anh đi theo tôi. Anh Viện ơi, có người chết. Sao? Có người chết. Ở đâu? Dạ mọi người làm ơn tránh ra để cho công an làm việc đi. Alo, đợi tôi một chút. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mấy anh đã thấy xác chết này được bao lâu rồi? Dạ, bao lâu mới thấy? Vậy còn anh? Dạ em mới thấy. Ờ vậy hả? Nạn nhân đang chờ anh nãy giờ. Chú coi tranh thủ lấy lời khai mấy nạn nhân này. Dạ. Mời các anh chị theo tôi để lấy lời khai. Dạ. Dạ. Chị đã khai chính xác và đầy đủ hết chưa? Dạ, em cũng không biết nữa. Không biết là sao? Dạ, tại sự việc xảy ra bất ngờ quá. Tới giờ em vẫn còn hoảng sợ nữa. Cho nên em cũng không biết có chắc không nữa. Sao? Ba lần khai, ba lần khác nhau à? Dạ. Chào đồng chí. Sao? Đồng chí đã có kết luận về cái chết của nạn nhân chưa? Kết quả còn chưa có, nói gì đến kết luận. Anh ghi vào biên bản giùm tôi nha. Nạn nhân chết là do bị ngạt nước. Trước đó, nạn nhân đã bị tổn thương rất nặng ở vùng gáy. Đốt sống cổ thứ ba bị nứt. Nhưng không dẫn đến cái chết cục bộ. Vậy nạn nhân bị trấn nước cho đến chết à? Gần như vậy. Theo thí nghiệm cho thấy, trong cơ thể nạn nhân có chứa một lượng chất gây mê. Tóm lại, nạn nhân đã bị hôn mê và đã bị ném xuống nước. Chết là do sốc phản vệ. Thuật ngữ chuyên môn này làm anh khó hiểu hả? Tôi được đào tạo là để bắt tội phạm, chứ không phải để suốt ngày hí hoáy ba cái chai lọ như cô. Biết sao được. Cái mà các sếp đang cần là bản kết luận pháp y bên bộ phận các cô. Đề nghị có càng sớm càng tốt. Bên bộ phận chúng tôi, quan trọng là càng đúng càng tốt, chứ không phải càng sớm càng tốt. Thưa thượng quý việt. Sao cô chọc cha nổi chi cô Mai? Ổng nóng tính thấy mồ. Cả cơ quan này ai mà không biết ổng. Sao? Chúng tôi làm việc với cô có gì không thoải mái à? Em sợ liệu em có ở tù không anh? Cô là nhân chứng có mặt trong lúc xảy ra vụ cướp. Chúng tôi cần lấy lời khai của cô để phục vụ công tác phá án. Cô có dính líu gì không mà sợ ở tù hả? Em mà dính líu cái gì? Nhưng mất thuốc ở kho chắc đi tù cả đám á. Không đâu. Ngoài những gì cô đã khai từ hôm qua đến giờ, cô cố nhớ lại xem còn chi tiết nào liên quan không? Không.
Thôi được, vậy cô xem qua, nếu đúng thì ký tên vô. Dạ. À, em nhớ ra vụ này. Mày ơi, mày ơi mày, mày ra ngoài coi ai kêu ở ngoài. Nè, mày định chơi trò ninja bịt mặt ra hù người ta hả mày? Mày ơi, con chả nào kiếm mày á. Mày đi vô trong coi đứa nào tên mày, ra đây tao biểu. Đứng dậy, đi nhanh lên. Bên ngoài ai kiếm mày vậy? Dạ, là ông Tư tài xế của sếp em á. Cha nội này khi không tới đây giờ này làm gì vậy ta? Dạ không biết nữa. Cơ quan em á, bất kể giờ giấc, có lợi là không phải xuất. Ê tụi bay, tất cả tụi bay qua phòng kế bên hết cho tao. Dạ, dạ. Giữ của mày lại. Nhanh đi, nhanh lên, nhanh lên. Vậy theo cô, ông Tư và bọn cướp có quen biết với nhau không? Dạ, em cũng không biết nữa. Nhưng em nghĩ, có lẽ là không. Hy vọng là cô Thục nói đúng. Từ trước đến giờ, cô có thấy ông Tư thân mật với cô May không? Dạ thân chứ, không riêng gì chị May. Ông Tư thân hết với cả tổng kho, người gần gũi nhất của thủ trưởng mà. Vậy phiền cô ký thêm vào đây. Dạ. Cảm ơn cô, giờ cô có thể về. Dạ. Không biết nói sao để anh hiểu. Thật sự em khó mà chịu đựng được tình trạng này. Xin lỗi anh, em về. Nương, em đi đâu vậy? Nương. Cứ từ từ rồi tính đi. Bà nhà tụi mình bà nào cũng vậy, nhưng rốt cuộc đâu cũng vào đó thôi. Cứ yên tâm. Sao, vụ tổng kho thế nào rồi? Có tiến triển gì mới không? Sơ bộ em đã lấy lời khai của tất cả nhân chứng có mặt ở trong đêm bọn cướp đột nhập tổng kho, nhưng không có gì mới. Riêng chỉ có lời khai của cô May thủ kho là có nhiều điều mù mờ lắm sếp à. Mù mờ là sao? Dạ, cả về thời gian lẫn sự trùng khớp về chi tiết đều có vấn đề. Chính sự mù mờ đó là mấu chốt để cậu làm án. Cậu không nhận thấy sao? Chào sếp. Chào anh Việt. Cậu ngồi đi. Dạ. Nè, cậu đừng có nói là lên đây đi xin nghỉ phép Tết nha. Tôi không có vé đặc biệt cho cậu đâu. Chưa gì hết trơn, sếp phán một câu xanh dần. Em không dám xin xỏ gì nữa đâu. Vợ tôi vừa mới lên quầy sếp đó, mà còn chưa được giải quyết. Cậu đừng có mơ. Sao, vụ mất máy của ông Năm tôi giao cho cậu tới đâu rồi? Em có vợ bên trại quả liệu trích lục giùm ta, khoảng 2 ngày nữa mới có kết quả. Vậy à? Bên bển là ông trời kìa.
ít nhất không để anh em người ta nghỉ ngơi. Sếp, cái gì đây? Hải sợp mò riết mới ra đó. Khi xảy ra vụ trộm, vợ chồng Hải sợp có neo đậu gần nhà ông Năm. Tên này có 2 tiền án, 3 tiền sự, đều là trộm máy ghe. Có lý. Hiện giờ Hải sợp đang ở đâu? Theo đám bụi đời nói là vợ chồng nó chống ghe xuống An Giang rồi. Vậy cô tính sao? Bởi vì em mới gặp sếp nè. Em định xuống An Giang săn nó. Không được. Việc này cậu điều trinh sát khác, thay cho Thông xuống An Giang. Thông phải ở đây để hợp tác với tôi, để phá vụ án ở tổng kho dược. Sếp à, trinh sát cô làm được không đó? Thằng này thuộc diện cáo già, không phải tay dừa đâu. Hở một chút là nó lặn mất tiêu, thì không có ra đâu. Chuyện này á, cậu phản ở bên trinh sát, chứ không phải tôi đâu. Alo, tôi Bằng nghe đây. Vậy à? Thôi được rồi, cậu cứ đưa qua pháp y để trưng cầu giám định, rồi về đây gặp tôi. Ừ, vậy nha. Cô bị thủ kho khai với sĩ là cô bị cưỡng hiếp do bằng cướp. Ủa, gì vậy hay anh? Nhân tiện gặp cô ở đây, xin nhờ một việc. Trong đêm xảy ra án mạng, đã có vài cơn mưa nhỏ, nhưng cũng hy vọng là sẽ tìm kiếm thêm được cái gì. Anh Nhân, anh qua bên kia xem xét lại hiện trường đi. Dạ. Hai anh nghĩ sao mà xin sếp để trưng cầu giám định vậy? Sao? Không đúng thủ tục hả cô Mai? Ở đây không phải là vấn đề thủ tục. Chứ là cái gì nữa đây? Làm sao để mà có kết quả chính xác được? Đây là ý kiến của anh Sáu. Bây giờ chỉ còn có một cách. Sao? Cách nào? Nói thử xem. Chúng tôi hoàn toàn không muốn cô buồn, nhưng vì tính chất của công việc buộc chúng tôi phải quay lại từ đầu đến cuối. Một cách cụ thể và chi tiết, càng cụ thể càng chi tiết càng tốt. Vậy cảm phiền cô ghi lại tờ tường trình này một cách thật kỹ, để chúng tôi có đủ cơ sở làm rõ vụ bọn cướp làm nhục cô. Sao rồi đồng chí Mai? 2 tiếng nữa hả? Phúc! Em viết xong rồi nè anh. Tình hình là như vậy. Biên bản trưng cầu giám định đã có rồi. Cô Mai à, chúng tôi cần sự hợp tác của cô và tất cả mọi người. Mong rằng cô hợp tác hết sức nhiệt tình và trung thực. Còn việc cô khai bị bọn cướp cưỡng bức, chúng tôi có chút suy nghĩ. Nghĩ là sao? Cô khai không trung thực. Có gì là khai không đúng sự thật? Biên bản giám định cho thấy cô đã có quan hệ từ rất lâu, và hôm ấy không hề có dấu hiệu của sự cưỡng bức. Nhưng em nói thiệt mà. Cô Mai à, tôi mong rằng cô suy nghĩ lại và hợp tác tốt hơn. Anh Việt, sếp gọi anh gấp. Ừ.
Cậu lại đây. Cậu đọc đi. Vợ cậu mới gửi lời hồi sáng. Chừng ác một cái á, cậu gửi cho anh Xuyên ở phòng tổ chức. Họ mới gửi qua tôi đó. Thôi, cậu về nghỉ đi. 15 phút nữa lên bàn giao vụ án tổng kho cho Thông. Tôi đã điện cho Thông rồi. Nhưng mà... Không nhưng nghĩ gì hết. Đây là lệnh. Em không thông cảm cho anh sao? Tại sao tôi phải thông cảm cho anh? Trong khi anh chẳng ngó ngàng gì tới tôi. Anh cưới vợ và chỉ xem vợ là người coi nhà thôi, đúng không? Xem lại nói vậy. Tôi nói không đúng hả? Tết nhất á là dịp gia đình đoàn tụ. Anh có coi gia đình tôi rái gì đâu. Tôi kêu anh á nhín chút thời gian chở tôi về thăm nhà. Vậy mà anh đi mất biệt tới hôm nay. Tại vì anh làm án mà. Mà vụ án này rất quan trọng. Anh em ở cơ quan ai cũng phải trực chiến 24/24. Chứ đâu phải mình anh đâu. Vậy thì mình chia tay là hợp lý rồi đó. Bây giờ anh ký đơn ly dị, tha hồ mà lấy vợ. Mà vợ của anh á hả, cũng chỉ là công việc, là án thôi. Ai mà nhìn thấy cảnh của tôi rồi dám lấy anh mới là lạ đó. Mày ơi mày. Mày ơi mày. Mày ơi. Mày à, chú Tư. Chú kiếm con hồi nãy giờ. Dạ. Xuất thuốc cho chú đi. Lấy thuốc gì giờ này chú Tư? Thủ trưởng đi công tác sớm, giờ này không lấy thì giờ nào mới lấy hả mày? Vậy hả chú? Ông đi Đà Nẵng để chúc Tết và sẵn dịp chào sản phẩm với đối tác. Ủa, ai vậy mày? Ờ, dạ... Mày ơi mày! Mày! Ờ... Chú Tư! Chú kiếm con hồi nãy giờ. Dạ... Xuất thuốc cho chú đi. Lấy thuốc gì giờ này chú Tư? Thủ trưởng đi công tác sớm, giờ này không lấy thì giờ nào mới lấy hả mày? Vậy hả chú? Ông đi Đà Nẵng để chúc Tết và sẵn dịp chào sản phẩm với đối tác. Ủa, ai vậy mày? Ờ, dạ. Chà, con nhỏ này ha. Dám đưa cả bạn trai vào chỗ làm ha. Mày quá đáng lắm à. Dạ, chú Tư ra ngoài phòng bảo vệ ngồi uống trà đi. Lát con đem ra. Thôi, nói vậy thôi chứ tao không làm phiền chuyện tụi mày nữa. À, thôi đi làm việc đi mấy chị. Tôi tưởng chuyện này có gì đâu chú. Con đã nói với chú rồi, chú làm ơn khai thiệt, khai hết giùm con. Chú đừng nghĩ là chuyện này quan trọng hay chuyện kia không quan trọng. Kẹt cho tụi con, khó xử lắm chú Tư. Chuyện tế nhị mà chú. Tôi hỏi chú, một vợ ba con như tôi, lương không đủ ăn thì làm sao nuôi nổi người khác. Tôi tưởng chuyện này đâu có gì đâu. Thợ may thì ăn giải mà, thợ hồ thì ăn công. Huống hồ tôi lái xe cho tổng kho thuốc, tôi kiếm thêm chút đỉnh mà chú. Vậy chú cảm phiền khai lại chính xác từng chi tiết giùm con. Alo, tôi Thanh nghe. Được, cô mời giùm tôi các anh ấy lên đây.
Mời vào. Dạ, chào. Chào anh. Chào anh. Chào anh. Mời hai anh ngồi. Cô xuống dưới căng tin lấy mấy ly cà phê đá. Dạ. Và nói với chị Tám pha cho tôi một bình trà ngon. Dạ. Hồi sáng này tôi đi họp bên ủy ban. Mấy anh bên đó cứ hỏi miết. Nên tôi mới điện thoại để mời các anh qua đây. Tình hình sao rồi anh sao? Dạ thưa anh, bên em đã có bản báo cáo sơ bộ và đã chuyển qua ủy ban sáng nay rồi. Tụi em cố gắng hoàn thành càng sớm càng tốt. Tóm lại, cái tôi và mấy anh bên ủy ban muốn biết ai làm vụ này, có dính líu đến nội bộ không? Vậy thôi. Do sự việc xảy ra trong đêm giao thừa, cộng với lời khai của nhân chứng rất là lung tung, cho nên đến giờ phút này chúng tôi vẫn chưa xác định được thủ phạm là kẻ nào, nên chưa thể trả lời câu hỏi của anh được. Sẵn có anh đây, có lẽ sắp tới chúng tôi sẽ nhờ anh hỗ trợ một việc. Các anh cứ làm việc các anh cần. Cần việc gì thì cứ nói tôi hỗ trợ. Thưa anh, có phải chú Tư là tài xế riêng của giám đốc không ạ? À? Đúng. Ông ấy có liên quan tới vụ cướp à? Dạ không có gì. Vì hôm xảy ra vụ án, chú Tư có đến lãnh thuốc ở tổng kho. À, đúng rồi. Hôm đó tôi cần đi công tác ở Đà Nẵng, tranh thủ làm việc. Và chúc Tết khách hàng tiềm năng luôn. Cái ông Tư này có dính tới vụ án nữa. Như tôi đã nói với anh rồi, có những lời khai chúng ta cần lưu ý, nhưng còn dính líu hay không thì làm sao chúng ta có thể kết luận được anh. Gì thì gì, phải đợi sau khi tái lập hiện trường rồi thì những mâu thuẫn trong lời khai sẽ giúp chúng ta xác định được nhiều việc mới anh ạ. Còn vụ của ông Đức, sao các anh gửi bản yêu cầu xác minh mối quan hệ ông và Tổng Vật Tư? Dạ không có gì đâu anh. Không có gì à? Tụi em thấy không cần thiết nên chưa báo cáo thủ trưởng thôi. Trong quá trình làm việc với anh Tổng thì bên anh Sĩ có phát hiện ra một số thiết bị để nén thuốc ngay trong tổng kho. Cái gì? Ở đâu ra mấy cái thiết bị đó? Cái đó chỉ sản xuất nhỏ thôi, không hiện đại, hoàn toàn bằng thủ công. Của ai? Của anh Tổng và ông Đức, phó giám đốc xí nghiệp. Vậy là hình thức núp bóng ngay trong công ty nhà nước à? À, mời các anh uống cà phê. Dạ, chào thủ trưởng. Đồng chí Hoa, cô vô đây, cô ngồi đi. Cô ngồi đây đi. Dạ. Hồi sáng này bên phòng BC1 có điện qua, tôi đang chờ. Cô đến thật đúng lúc. Từ bây giờ, cô thay tôi làm việc với cô May. Dù sao cũng là phụ nữ với nhau, có nhiều việc tế nhị mà chúng tôi không thể làm được. Cô May nè, từ giờ trở đi, nếu có chuyện gì khó cần trao đổi thì cô làm việc với thượng sĩ Quang nghe chưa? Thôi, tôi đi đây. Dạ, chào thủ trưởng. À nè, nếu có chuyện gì gấp, cô điện thoại cho tôi, mình sẽ trao đổi nhanh. Cô đừng tự quyết một mình nghe chưa? Dạ. Hy vọng là với tôi chị sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Bây giờ như vậy, tôi muốn trao đổi với chị, có thể gọi là hơi một chút riêng tư. Chị hãy vui lòng kể lại cho tôi biết vì sao chị lại khai báo rằng chị đã bị cưỡng hiếp. Có thể chị thấy khó trả lời, nhưng mà xin chị đừng ngại. Cùng là phụ nữ với nhau, chị yên tâm, tôi sẽ hiểu mà. Gì vậy? Mấy anh làm gì vậy? Gì mà thấy anh như gặp ma vậy em May? Mấy anh bỏ tôi ra, trễ lắm rồi, tôi còn phải về nhà nữa đó. Sao? Em May nói là trễ lắm rồi kìa tụi bay. Tụi bay thấy thế nào? Về chi? Ở lại chơi tụi anh, rồi mai về nhà ngủ. Ý em May là trễ quá rồi, về nhà không có được tụi mày ơi. Đi với tụi anh đi cho vui. Đi mà. Đi em. Mấy anh buông tôi ra. Không thôi á, tôi la lên á. Anh thương em cả gần năm nay, em không đối hoài thì chớ. Thái độ của em, anh coi bộ không có được rồi đó. Ờ đúng rồi. Ừ, không được đâu. Nhưng tôi không có thương anh. Tao cũng không cần. Thôi mà chiều tụi anh đi em. Nè vô đây nè, cho nó gần nè. Khúc đường này làm gì có ai mà em tính lại cầu cứu chứ. Một khi anh muốn em khó thoát khỏi tay anh đâu. Bắn người ta, bắn người ta, bắn người ta, cứu tôi chơi. Bắn người ta. Mày là thằng nào? Tao biểu mày buông cô gái ra. Thằng này muốn chết, tụi mày chịu ý nó đi. Mày ngon. Mày chết mày nha mày. Cảm ơn anh nha. Cho mày chứ. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Nếu là cô, liệu cô có yêu một người đàn ông có bản lãnh như vậy không? Sau đêm đó, tôi và anh ấy yêu nhau. Vậy tên của anh ta là gì? Chuyện đó đâu có liên quan gì tới vụ cướp đâu. Cũng có một chút. Là sao? Tôi không hiểu. Bởi vì lời khai ban đầu của chị là bị bọn cướp cưỡng hiếp. Nhưng mà giờ đây lại là quan hệ với người yêu, buộc chúng tôi phải làm rõ chuyện này. Tôi không hề biết tên. Chúng tôi yêu nhau không quá một tháng, sau đó anh ấy đi xa. Chính vì tôi không hề biết tên mà chỉ gọi là anh ba, nên tôi đã gìn giữ bao năm trời. Tôi đã trao đời con gái cho một người tôi không hề biết tên, tuổi, địa chỉ hoặc nghề nghiệp. Tôi không dám nói cho bất kỳ một ai biết chuyện này. Chuyện hơi hơi khó tin. Vậy theo chị, tôi có nên tin không? Chuyện này đâu có liên quan gì tới vụ cướp. Tôi muốn nhân cơ hội cho mọi người biết lý do tôi không còn là con gái. Nhưng mà tôi không ngờ công an làm việc quá kỹ. Thôi được rồi, mọi chuyện chị hãy ghi lại trong bản tường trình. Hy vọng là lần này chị nói thật. À! 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 À!
Hình như ông Việt bị vợ đuổi rồi kìa. Làm cái nghề này á phải chịu vậy thôi, chứ biết sao giờ. Chào sếp. Chào. Ủa anh Việt, đầu năm đầu tháng làm gì tay sách tách ban vậy? Thì anh tính dọn vô cơ quan ở mấy bữa. Ủa, hai người chưa quê sao? Quê sao nổi mà quê. Tính nghi phép để giải quyết chuyện gia đình. Ai về vì chuyện nội bộ gia đình mình, anh Sáu không tính được nên chỉ khuyên nghỉ phép thôi. À, cái vụ án tổng kho tiến triển sao rồi? Anh Hên thấy mồ, tụi em đang gần chết đi nè. Em cho bắt cái thằng Hai Sa rồi. Có điều á, ông Năm, ông không cho thả mấy cái thằng trộm trâu phá làng phá xóm. Không cho thả là sao? Thì là tang vật chưa có thu hồi trả ổng. Ổng cương quyết á, không có thằng Hai Sợp nào trộm mái á. Phía bên công an huyện đang tìm cách thuyết phục. Anh về lại chuyên án này á thì vui lắm. Nhưng có điều á, vụ án đến giờ này vẫn chưa có gì tiến triển. Sao cậu lại nói chưa có gì tiến triển? À, anh Việt, bên đội của mình mới tăng cường thêm một tham mưu tổng á. Cái đó thì nói làm gì? Tôi đã đề nghị cách đây nửa năm rồi, giờ mới có. Nhưng mà tham mưu tổng này khác à nha. Khác cái gì chứ? Học ở đâu? Hay là điều từ đội nào về? Anh hỏi cậu nào? Thì cậu về đội mình làm tham mưu đó. Anh sẽ chọc anh đó. Là một sao? Cô gái mà còn rất là xinh đẹp. Đúng vậy, một cô gái. Là phái nữ à? Chính xác. Một mình Trung Quý Mai á là đủ để tụi mình cầm canh rồi. Anh gặp rồi sẽ nghĩ khác. Thôi, anh vô trước nha. Ê, làm gì nhìn tôi dữ vậy cho nội? Nghi thì nhìn thôi. Nghi? Nghi gì? Nghi cái anh vừa mới nói đó. Bay tầm bạ không à? Vô làm. Nè cháu, lại đây con. Dạ. Cho cô hỏi thăm nhà ông Sáu. Ê, ông Sáu nào? Ở đây có ba ông Sáu, cô muốn tìm ông Sáu nào? Nè, cô cho tiền ăn bánh nè, chỉ cho cô nhà ông Sáu bằng công an. Con không có nhận đâu. Ba má thấy, ba má quýnh con chết. Cô chạy hạn tới ngã ba, rồi cô quẹo phải là tới liền. Ờ, cảm ơn con nha. Dạ. Má cháu thay đồ xong ra liền. Cô cảm phiền đợi má cháu chút nha. Không sao, không sao, cô đợi được mà. À, cô nhớ ra rồi. Cháu là cháu Xuân, con của anh Sáu chị Sáu phải không? Dạ. Dạ, lớn dữ ta. Lúc này đẹp gái quá ha. Cháu có gia đình chưa? À, cháu còn nhỏ mà. Nhỏ gì nữa. Ở quê mình hen, như cỡ con á, không chỉ có chồng mà còn có con nữa là khác. À, má. Chị Sáu đây rồi. Em mong gặp chị quá trời luôn á. Chỉ sợ chị đi đâu là kẹt hết sức á. Chị không nhớ ra em hả? Thiệt tình là tôi không nhớ gì hết đó. Thôi, chị đừng có buồn nha. Em là con Nhật, con bà Bảy Lục Bình nè. À, đúng rồi. Dạ. Nhưng mà mấy chục năm rồi, nhớ sao nổi mà nhớ. Chị thì không thay đổi bao nhiêu, vẫn đẹp như hồi nào á. Nhật nói vậy chứ mình cũng già rồi. Già đâu mà già, chị vẫn còn trẻ đẹp quá mà. Thôi chị uống nước đi, rồi có gì mình nói chuyện ha. Nước nôi vậy chị Sáu ơi. Anh Sáu có nhà không chị? Con, gọi điện cho ba đi, nó có khách ở quê ra chơi đó. Dạ. Dạ. Ổng vậy đó chị ơi, ba ngày Tết là ổng thấy mặt mũi đâu hết trơn á. Cũng có chút chuyện oan ức, ra nhờ anh Sáu một chút. Mà nay anh Sáu không có nhà, thiệt là... Em xa quê cũng hơn 20 năm rồi, bây giờ tính về lại quê mình làm ăn sinh sống, mà người ta kiếm chuyện khó dễ, còn đòi giết em nữa. Em bất đắc dĩ lắm mới phải tới tìm gặp anh chị Sáu. Có chuyện nghiêm trọng dữ vậy đó hả? Đâu, kể tôi nghe coi. Thì đó, em về lại nhà
tính xin miếng đất cặp lộ để mà mở tiệm tạp hóa. Nào về vợ chồng thằng Út nó kiếm chuyện đòi giết em. Mà tôi nhớ thằng Út nhà Nhật nó hiền khô à. Làm gì có chuyện giết chóc. Chuyện khó tin đó nha. Vậy em mới nói. Chị em trong nhà mà có miếng đất chưa được ba công thành có chuyện à. Buồn lắm chị ơi. Con, vô gọi điện cho ba đi. Còn ngồi đó làm gì nữa. Dạ. Chị dùng nước đi. Dạ. Anh giải thích đi. Anh thật sự làm tôi thất vọng quá anh Đức à. Sao? Khó nói hả? Tôi tin anh, nên tôi mới xin anh từ sở về. Cũng mong anh em đã từng vào sanh ra tử trong chiến tranh, nay ở thời bình, anh em mình vực dậy cái sĩ nghiệp ăn nên làm ra. Nào ngờ. Anh đừng nói vậy. Thời buổi khó khăn, tôi lén anh tìm chút đỉnh ngoài tiền lương, đâu đến nỗi. Như thế nào mới là đến nỗi? Núp bóng công ty nhà nước sản xuất thuốc tây lậu để tư túi. Như vậy mà anh cho là không đến nỗi à? Anh có biết, từ lúc công an phát hiện ra, xí nghiệp thuốc lậu của anh nằm trong tổng kho, thì công nhân xí nghiệp hỏi nghĩ gì về anh, về tôi không? Cũng may, không phải là thuốc dởm, chỉ là thuốc cảm thông thường thôi. Ngày mai này, trên bàn làm việc của anh sẽ có một tờ đơn xin từ chức của tôi. Cũng chưa đến độ phải làm như vậy đâu. Nhưng tôi nghĩ anh khó có thể đảm nhận chức phó giám đốc sau vụ tai tiếng này. Chính vì hiểu như vậy nên tôi mới xin từ chức, để tránh khó xử cho anh. Không cần đâu. Tôi cũng đã tính hết rồi. Thằng Tông và anh sẽ nghỉ theo chế độ vô dư. Khi chuyển đổi doanh nghiệp tới đây, thì anh cũng sẽ lãnh được chút đỉnh.
Bà có biết con Nhật nó đi đâu 20-30 năm nay không? Không, làm sao tôi biết được? Nó có chồng, rồi bỏ chồng, lên thành phố ở, mở quán với ông cả chục năm nay rồi. Nó thuộc loại tú bà sừng sỏ, chắc bà không biết vụ này, đúng không? Bà có biết tại sao nó trở về quê không? Đó là nó đi trước đón đầu đó. Cái miếng đất của bà bảy má nó ở sát lộ, sắp tới sẽ nâng cấp, làm lộ lớn lên, sau khi khu công nghiệp mở ra ở rìa thị xã. Cái miếng đất đó, bà cho thằng Út rồi, nhưng mà nó muốn lấy, cho nên nó đánh luôn má nó. Thằng Út đi chợ về nghe vậy mới nổi nóng lên. Trời ơi, có chuyện vậy, chuyện đó có thiệt hả ông? Không đơn giản vậy đâu. Nó còn đưa mấy thằng ma cô về, đánh thằng Út gãy bẻ xương. Công an huyện bắt rồi chờ truy tố, còn nó bị tạm giam. Sao, bà thấy tôi có nên giúp nó nữa không? Trời ơi, tôi nghe ông kể mà óc ác tôi nổi hết trơn rồi. Giúp gì nữa mà giúp. Thôi, ăn cơm đi, ăn đi con. Lâu lắm mới ăn chung được với ông đó, ăn đi con. Phải căn nhà này không anh? Chắc mà, em biết nhà này mà. Cha, có chuyện gì mà tới giờ này vậy sếp? Tôi nói với chú, từ trước tới giờ có quấy gì không chú Sinh? Dạ không, mà tại sao sếp lại hỏi vậy? Mẹ mày, mày tố cáo bộ công an, vụ tao làm thuốc lậu hả mày? Thả chú ấy ra đi, không cần phải vậy đâu. Sao anh Tòng lại nghĩ vậy? Từ trước tới giờ, tôi có đụng chạm tới ai đâu. Làm gì có chuyện, tôi tố cáo anh chứ. Tao không muốn nói chuyện nhiều với mày. Tao với anh Phùng mới qua nhà anh Đức, ai cũng nghi mày tố cáo bọn tao. Không có chuyện đó đâu. Vụ cái xe, coi như không có là tốt nhất. Nói ít, mày hiểu nhiều. Mày coi chừng tao nghe mày. Dạ chào sếp. Ừ. Dạ, sếp. Cảm ơn. Vậy là coi như dậm chân tại chỗ. Dạ thưa anh Sáu, cũng có một chút dấu vết. Tụi em đề quyết cô May chắc chắn có dính líu trong vụ cướp tổng kho này. Căn cứ vào đâu? Dạ, cô thủ kho này lúc khai thế này, lúc lại khai thế kia. Em có cảm tưởng như cô ta đang che giấu một điều gì đó rất là quan trọng, một mấu chốt của vụ án. Cô nghĩ như vậy à? Dạ, em nghĩ là như vậy. Cô nghĩ sai rồi. Linh mới mà sếp. Trong nghiệp vụ, không có nghĩ là, mà tất cả là chứng cớ. Hiện nay, cô có bằng chứng gì không? Có một việc không biết có liên quan đến vụ cướp hay không, nhưng em cũng ghi nhận. Là cái gì? Bên phòng cảnh sát kinh tế vừa thông báo, tất nhiên bằng miệng thôi. Họ nói là có dấu hiệu thuốc tây từ tổng kho được tuồn ra thị trường khá nhiều. Bọn chúng cướp tổng kho dược phẩm, mà dấu hiệu là thuốc tây tuồn ra thị trường. Vậy mà cô cho là không liên quan hả? Dạ thưa sếp, với số lượng thuốc mà phòng kinh tế và phòng quản lý thị trường tạm giữ, với số lượng rất lớn, sau những lần kiểm tra đột xuất mà đã xảy ra cách đây hơn 6 tháng trước. Nghĩa là sao? Nghĩa là không phải xuất phát từ vụ án cướp tổng kho mới xảy ra. Hay đây là một vụ giàn cảnh? Cũng có thể. Anh đến quê em nơi đây có dòng sông cầu. Từ ngày hồi liêm anh đã ước gì xưa. Vượt bao đèo cao, bao núi sâu, nắng mưa, gió sương anh không ngại.
chỉ mong gặp em người con gái hát câu dân ca. Vô đi chị vô. Hay quá ta. Anh Việt ca mùi quá ta. Hay quá. Có sếp. Gì đâu sếp. Chắc là sếp đắt đào lắm phải không? Anh Sáu á, kêu tụi em xuống rủ anh qua nhà anh Sáu chơi. Hôm nay anh Sáu quyết định nghỉ xá hơi, tụ tập ăn Tết Quang Trung ở nhà anh Sáu. Anh vô thay đồ đi, tụi em chờ. Đi, thôi, lẹ anh lên. Không đi đâu. Trời ơi, giỡn hoài anh Việt. Đi vô thay đồ đi. Ôi, anh đi có đi nhớ mà. Câu sếp thường hay nói không? Đó không phải là yêu cầu, mà mai là đến. Vô thay đồ đi anh. Ôi, nín nín nín, nín ô, chiều chiều ra đứng tây lầu tây thấy cô tàn tình danh nước. Ô nín 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 thương ô nín 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 là con ô thương nín. Rầu thúi ruột ở đó mà ru cái gì không biết nữa. Còn nó khóc không dỗ sao được anh. Nín đi con, thôi nín đi con, nín đi con. Ngày mai á, em đưa con về ngoại ở đỡ đi. Giờ này anh đi đâu nữa? Đi kiếm vài xì rượu nhậu lai rai chứ đi đâu. Thôi nín đi con, thôi nín nín đi con. Dư tiền chú. Chú cho xin 15.000. Đây nè. Cảm ơn. Chào hai đại ca. Tao tưởng mày không tới chứ. Cho phe đá không đường em ơi. Mấy cha làm ăn ngon thiệt, tới giờ này mà vẫn còn im re. Vậy mà lúc đầu tôi lo quá. Sao, bán được không? Chuyện nhỏ như con thỏ. Bao nhiêu? Một thùng gần 10 triệu. Các chiến hữu cứ thế mà nhân lên. Được bao nhiêu tiền tôi mua vàng liền. Là bao nhiêu? Hiện hơn 100 cây. Là bao nhiêu? Nói lại coi. 130 cây. Giờ muốn lấy vàng thì lấy, muốn lấy tiền thì lấy. Mày nói cho chính xác. Số thuốc đó bèo lắm cũng được 600 cây. Trời ơi, gì dữ vậy anh Út? Tao thì không đếm, nhưng chiếc xe đông lạnh đó chứa được hơn 300 thùng. Mày thử nhân lại đi. Thì đúng rồi. Nhưng mà cái này chỗ quen biết, với lại mình đang cần ta, mình đang cần gấp. Hơn nữa có bán được hết đâu, mình chỉ bán được có 1/3 thôi mà. Còn vụ thằng bảo vệ, mấy anh Hạ nói làm chi? Để bây giờ lớn chuyện, mấy ngày nay cả thành phố y ầm lên. Mày thì biết gì? Nó là em bà con xa của anh Út. Không xử nó, bể ráo trọi à. Thank you.
tính sao anh? Có gì mà phải tính? Anh đúng hay thiệt á. Mày có biết đám tụi mình có thể bị bắt là tại vì ai không? Ai? Là vì mày đó. Mối quan hệ của mày với con nhỏ thủ kho, nó sẽ là mối nguy hiểm cho tụi mình. Mày hiểu ý tao chứ? Tối hôm nay viết gần 20 bản tường trình rồi. Chị báo với sếp cho tôi về thăm nhà chứ. Tôi đâu phải tội phạm đâu. Chị yên tâm, khi chúng tôi thu thập xong và cảm thấy lời khai của chị là trùng khớp, chúng tôi sẽ đề xuất đưa chị về ngay lập tức. Chúng tôi có một câu hỏi, mong cô trả lời thành khẩn, hợp tác. Cô quan hệ thế nào với On? On nào? Nguyễn Văn On, 37 tuổi, quê ở Tam Bình. Trước đây là dược tá viên của xí nghiệp. Mày nên nhớ, mối quan hệ của mày với con May chỉ là quan hệ làm ăn thôi. Đừng có để tình cảm xen vào. Thank you.
Làm gì gửi tao bữa trước, bữa sau mày lấy vậy? Em có chuyện gấp mà. Tao trả mày đó nghe. Mày muốn gặp tao đừng có đòi à. Đếm đi, đếm lại có đủ không? Thôi, chỗ anh em quen biết mà, tin nhau không hết, ở đâu đếm. Em có chút tiền trà nước, em gửi anh. Ủa đi, mày làm gì có sao được. Anh kỳ quá, cái này là em biếu anh, chứ đâu có bắt anh ăn cắp ăn trộm gì đâu mà anh sợ. Thôi thôi thôi. Thôi mà, lấy cho em vui mà. Anh có cái bao hay cái giỏ gì không? Bỏ vô cho nó kín kín một chút. Mày đợi tao một chút đi. Nè. Cảm ơn anh nha. Em đi nha. Ừ.